Giuse Nhân, Maria Ngọc, Teresa Phương Dung, Giuse Côn, Doan Bautista Nghiêm, Teresa, Isabel, Doan Kim, thân nhân, ông bà tổ tiên, Phêrô Khải, Teresa Phùng, Maria Teresa Huế, Thomas, Teresa Marta, Maria Giuse, Doan Bautista, Donadi, lễ dỗ linh hồn Phêrô Ninh, Cecilia, Maria, Margarita, linh hồn Lâm Thu Trung, Đa Minh, Phêrô Hy, xin ơn chữa lành cho người ngoại giáo mắt ta duyên mới qua đời. Xin cho thế giới bình an. Lễ dỗ Maria Hậu, Phaolô, Teresa, xin ơn thánh hóa gia đình Doan Sơn. Xin được bán đất Anna Loan, xin cho thủ tục mua bán thuận lợi. Maria Ngắn, Đa Minh Hậu, Giuse Hải, Simon Hoàng, Veronica, lễ dỗ Thomas, bốn linh hồn Maria, hai Giuse, Phêrô, Maria, Giuse, sáu Maria, năm Giuse, bốn Anna, Maria, Đa Minh. Tạ ơn thánh cả Giuse, tạ ơn cha Trương Bửu Diệp, tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, ông bà tổ tiên cha mẹ 11 người sinh, cầu cho các đẳng linh hồn 9 người sinh, tạ ơn ba đấng 8 người sinh, cầu bình an gia đình 11 người sinh, bình an đi đường 1 người sinh, xin ơn chữa lành 10 người sinh, xin thánh hóa công việc 35 người sinh, xin như ý 6 người sinh. Đại Mạch Hồng Ngọc, Duna Bùi, cô Phước, gia đình Louis Lộc, ông Lê, cô Tuyết, cô Phụng, cô Hải xin. Cầu cho lễ dỗ Giuse Phạm Đắc Thành, cầu cho Phêrô Teresa, Phêrô Hàm, Teresa Điệp, Phaolô Dũng, Phêrô Nhật, tổ tiên ông bà nội ngoại, bà Nguyễn Thị Thanh, cầu bình an cho gia đình một người sinh. Đông đã tàn phai.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin nâng sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội Việt Nam mừng mùng 3 Tết với cái ý là xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều cố gắng tìm cho mình một công việc, cố gắng duy trì cái công việc ấy và cũng cố gắng dùng cái công việc ấy để nuôi sống chính bản thân của mình. Đơn giản cuộc sống của chúng ta là vậy, cố gắng có một công việc làm và có đời sống ổn định nhờ công việc làm ấy. Thế nhưng đôi khi chúng ta cũng thấy công việc trên thế giới nó cũng thay đổi. Có những nghề thì một thời gian không thể làm được bởi vì không còn có khả năng nuôi sống. Chúng ta hôm nay dâng lên Chúa lời cầu nguyện để cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn có những sáng kiến, nhờ những sáng kiến đó mà đời sống của chúng ta được ổn định. Nói một cách theo bài phúc âm, mỗi người chúng ta dùng cái khả năng Chúa ban cho để nhờ cái khả năng, nhờ dùng cái khả năng ấy mà mỗi người chúng ta có thể làm lợi cho đời sống chúng ta và cho những người khác. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, chúng ta xin Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Thank you.
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con người phải lao động để làm chủ thiên nhiên. Xin cho chúng con được thấm nhuần tinh thần Kitô giáo để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này nêu cao tình thương thân tương ái và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành chương trình sáng tạo của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đâm cỏ ngoài đồng nào mọc lên. Vì Đức Chúa là Thiên Chúa, chưa cho mưa xuống đất và không có người để cày cấy đất đai, nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa, lấy bụi từ đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người do chính mình nặng ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ, cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện, điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Đó là lời Chúa. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả, Ngài khiêng cỏ mọc xanh, nuôi sông đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hương dung, nuôi người thế bình an. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng muôn trùng từ ruộng đất họ kiếm bát cơm đầy, chế ra rượu áo hàng, làm phân khởi lòng xuân, đau sưng dầu thơm phương, làm sáng tươi vẻ mặt.
vào bến dư đầy, nó lòng trống giờ luôn. Lạy Chúa là Thiên Chúa, màn trời đêm Ngài buông xuống vũ trụ, chốn núi rừng thăm thẳm, mây thu được tơ gió, tiêm sắc mồi kim sông đang thu hoang nó lòng. Chúa tạo tác sinh cho bầy thú của ông. Lạy Chúa là Thiên Chúa, con hằng thờ kính Chúa muôn cao cả. Vầng dương lên gọi muôn thú quay về, chốn hang thầm an nghỉ, nhường vũ trụ bao la để con người kiếm sống, ra sức đi làm lụng công việc mãi mãi mê, cho tận buổi chiều Chúa. Ngài tạo tác vũ hoàn, quả thiên hình muôn trạng, quyền uy Ngài toàn năng, mọi sáng Ngài lý trí đều bởi tay Ngài làm, muôn vật Chúa tạo thành lan tràn khắp mặt đất. Lạy Chúa là Thiên Chúa, con hằng thờ kính Chúa muôn cao cả. Những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, chính đôi tay này từ cung lại cắp lấy. Bài trích sách công vụ trong đồ. Khi ấy, ông Phao-lô ngỏ lời cùng các kỳ mục trong cộng đoàn Ê-phê-sô rằng: giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến, vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã dạy: cho thì có, phúc hơn là nhận. Đó là lời Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa nói: hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Bấy giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng của mỗi người. Rồi ông ra đi, lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội Việt Nam cầu cho công việc làm ăn của chúng ta thường gọi là thánh hóa công ăn việc làm. Cầu cho mỗi người chúng ta kiếm được việc làm và việc làm đó có thể nuôi sống chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Sáng Thế cho thấy rằng việc lao động đã có ngay từ trước khi phạm tội nguyên tổ. Tức là lao động nó không phải là kết quả của tội nguyên tổ. Mà khi Thiên Chúa dựng ông bà, đặt ông bà vào trong vườn địa đàng, thì 2 người đã được đề nghị là lao động, đã làm việc. Cái cuối của bài đọc sách Sáng Thế viết: Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào đường Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai, để làm việc, để lo cho cái vườn đó được tốt đẹp.
Vậy thì lao động mà chúng ta có nhiều người ngại, sợ thấy người ta lao động thì mình thấy coi bộ như là chút dữ, như là sự đau khổ. Còn người nào an nhàn ngồi không thì có vẻ người này hạnh phúc. Thưa không, con người được hạnh phúc Chúa cũng đặt ở trong vườn địa đàng để lao động. Làm việc là một cách để phát huy cái khả năng của mình. Làm việc sáng tạo là một trong những công trình sáng tạo của Chúa. Thiên Chúa giao cho con người một cái khả năng. Người có khả năng nhiều 10 nén, người có khả năng ít hơn 2 nén, người có khả năng ít nữa 1 nén. Nếu người có 10 nén làm thêm 10 nén, chúng ta thấy đầy tớ tốt. Người có 2 nén làm thêm 2 nén, đầy tớ cũng tốt như thường. Chứ không phải mày dở quá, thằng kia nó 10 nén, còn mày có 2 nén. Không, Chúa mời gọi chúng ta phát huy cái khả năng của chúng ta. Còn cái anh chàng có 1 nén không làm gì cả, rồi ngồi đó trách ông chủ, thì Chúa cũng nói biến nhét, không lo làm việc, không lo phát huy cái khả năng mà ông chủ đã trao. Kính thưa ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta được Chúa trao cho một khả năng. Khả năng đó có thể là ăn nói rất là hay, khả năng đó có thể là học giỏi, khả năng đó có thể là khéo tay. Có người học giỏi mà không khéo tay gì hết trơn, cầm cái búa đóng một cái tay mình thì nhắm vô, còn cái đê đinh thì không có nhắm. Nhiều người chẳng có khéo tay gì cả, nhưng mà học rất giỏi, viết bài rất là hay, nhưng mà đời sống nó ít có khả năng. Có những người thì đẹp, chưa chắc đẹp đã là giỏi. Đẹp rồi họ sử dụng cái khả năng đẹp của mình làm người mẫu gì đủ thứ. Mỗi người Chúa cho một cái khả năng, và nếu chúng ta sử dụng cái khả năng đó cho đúng, kính thưa ông bà anh chị em, Chúa sẽ nói với chúng ta rằng anh đúng là tài, tôi tớ tài giỏi và trung thành. Không phải là mình làm cái của người khác, mà làm cái của chúng ta. Chúng ta có gia đình, chúng ta phục vụ cho gia đình, làm cho gia đình phát triển tốt. Chưa cần phải mình có gia đình, mình không lo gia đình mà mình lo phát triển đất nước không à. Còn gia đình mình bỏ mặc, cái đó là không phải cái khả năng của mình ở chỗ đó. Nếu chúng ta sử dụng đúng khả năng của mình, kính thưa ông bà, anh chị em, đó là chúng ta cái phát huy cái điều mà Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm hôm nay. Thế nhưng kính thưa ông bà, anh chị em, đôi khi cái công việc của chúng ta nó không thành công. Đó là vấn đề tội nó đưa vào trong thế gian, và kết quả của tội đó là công việc của chúng ta hết sức khó khăn. Trước khi phạm tội thì Chúa sai hai ông bà vô vườn cày cấy canh tác giữ vườn, không thấy công việc nó nặng nhọc. Nhưng mà sau khi phạm tội rồi đó, thì Chúa nói với người đàn ông: từ nay ngươi phải cày sâu cuốc bẫm mới có mà ăn. Trước đó thì xem ra nó nhẹ nhàng hơn, còn bây giờ do phạm tội, con người chống lại Thiên Chúa, vũ trụ chống lại con người, đất đai nó cũng chống con người luôn. Con người phải vất vả lắm mới có mà ăn. Trước đây thì các thú vật lại cho ông Adam đặt tên, bây giờ nó gặp ông Adam là nó đợp liền, cắn nó nuốt ổng liền. Chúng ta thấy có một cái sự xáo trộn trật tự sau khi chúng ta phạm tội nguyên tổ. Phạm tội nguyên tổ không đơn giản là ăn cái trái nào đó. Phạm tội nguyên tổ là con người chúng ta muốn thay Thiên Chúa quyết định mọi thứ. Ngày nào mà ngươi mà ăn cái trái đó thì ngươi mắt mở ra, biết lành biết dữ, định cho cái điều này lành, định cho điều kia dữ, định cho việc phá thai đó là lành, định cho việc ly dị đó là tốt. Thì chúng ta thấy con người định những điều ấy
Và kết quả của những việc ấy là con người giết nhau. Không phải giết nhỏ đâu, mà giết người lớn, giết bất cứ người nào. Hồi sáng có một nhóm tới gặp tôi thì hai bên cũng nói chuyện với nhau. Nhóm này thì trước đây tôi giúp về vấn đề học thuyết xã hội. Thì nhóm mới thấy hiện tượng ngày hôm nay là họ dùng thuốc lắc. Thuốc lắc, chà thuốc lắc nhiều lắm. Giờ ít có chích lắm, lắc không à. Lắc riết rồi mai mốt cái đầu nó tiêu. Tấn công vô não, cái đầu nó tiêu. Chúng ta đi tìm một cái sự sung sướng ở nơi khác, kích thích hệ thần kinh làm cho chúng ta vui vẻ. Đi vào trong tội làm cho con người chúng ta xáo trộn. Khi chúng ta bị ảnh hưởng của tội làm cho thân thể chúng ta bị xáo trộn. Nếu dùng một chút rượu thì không sao, dùng nhiều quá con người mình nó xáo trộn, không thể hoạt động bình thường được. Thuốc lắc cũng vậy. Rồi thì sanh ra, sau đó thì anh em chúng tôi bạn, có những người giết người rất là lẹ, giết bên này giết bên kia. Đứa một kể lại một chuyện, một anh dùng thuốc lắc, rồi sau đó thấy người ta cản, không cho anh lập gia đình, anh giết hết những người cản, hết người này tới người kia. Lý trí cái con người chúng ta nó khác, nó trục trặc. Chính vì thế cái việc lao động, cái việc mà chúng ta dùng cái khả năng của chúng ta để phục vụ con người chúng ta, thì việc đầu tiên của lao động đó là làm phát huy cái khả năng của mình, làm cho con người mình được thêm giá trị. Thêm giá trị. Một anh chàng nhà quê ít học, ảnh sáng chế ra cái máy cày, sáng chế ra cái máy gặt lúa, máy cấy. Thưa ông bà anh chị em, đâu cần phải học nhiều, nhưng mà ảnh đã phát huy cái khả năng của ảnh để ảnh làm chuyện này chuyện kia để phục vụ cộng đoàn. Cái việc lao động trước tiên là làm tăng giá trị con người của chúng ta, và thứ hai là để phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho gia đình, ông bà, anh chị em, phục vụ cho sứ đạo. Mỗi lần tổ chức lễ, biết bao nhiêu người tới đây, để người thì quét nhà, người thì dọn ghế, người thì chưng bông, thì nhà thờ chúng ta mới đẹp được chứ. Chứ ai cũng ở nhà lo chuyện nhà, ngồi nằm gác coi tivi hết, thì thưa ông bà, anh chị em, cái nhà thờ mình nó chẳng có gì cả. Cho nên việc lao động, làm việc là để phục vụ cho gia đình của mình trước tiên, phục vụ cho xã hội và phục vụ cho giáo hội. Lao động trước tiên làm thăng hoa bản thân. Lao động thứ hai là phục vụ người khác. Và lao động nó còn cái ý nghĩa nữa, đó là nhờ lao động tôi có cái thu nhập. Và nếu tôi có thu nhập cao, tôi có thể dùng cái thu nhập của tôi để giúp cho người nghèo khó. Lao động có thể phục vụ cho những người nghèo khó, chia sẻ làm cho người ta bớt đau khổ. Đó là một vài cái ý nghĩa của việc lao động. Ngày hôm nay chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sống được nhờ lao động của chúng ta. Có những công việc làm mà mình sống không nổi, thì xin Chúa trong năm mới này giúp cho chúng ta tìm được một công việc làm xứng hợp, tìm một công việc làm có đủ thu nhập để chúng ta có thể nuôi sống chính mình, nuôi sống gia đình của mình, nuôi sống hay là hỗ trợ cho những người nghèo, để rồi mọi người chúng ta đều được vui vẻ, đều được hạnh phúc, bởi vì chúng ta biết dùng chính cái khả năng của mình, phát huy chính cái khả năng của mình. Và khi chúng ta phát huy chính khả năng của mình, chúng ta đã làm vinh danh Thiên Chúa. Thánh Ignacio nói, vinh danh Thiên Chúa là con người sống tốt đẹp,
con người sống lành mạnh, con người sống đầy phát huy khả năng của mình, thì khi chúng ta làm những điều ấy, chúng ta đã làm vinh danh Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa dựng nên chúng ta, và chúng ta làm tất cả những điều tốt đẹp đó, thì người ta nhìn thấy chúng ta mà ngợi khen Thiên Chúa Cha ở trên trời. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết làm vinh danh Chúa bằng cách phát huy cái khả năng của mỗi người chúng ta. Kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng dâng lời nguyện giáo dân. Anh chị em thân mến, Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa và giao cho trách nhiệm trông coi trái đất, làm chủ vũ trụ thiên nhiên. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. Hội Thánh mời gọi các Kitô hữu tích cực cộng tác với những người thành tâm thiện chí, góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết miệt mài lao động để trái đất luôn hữu ích cho con người và đời sống xã hội ngày càng khởi sắc hơn. Xin Chúa nhầm lại chúng con. Di sản tinh thần to tát hiện nay của nhân loại thuộc nhiều lĩnh vực: kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa, y học, khoa học kỹ thuật là do con người dùng lao động trí óc và chân tay mà gầy dựng nên. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi người biết cộng tác với nhau để bảo vệ những di sản quý báu này. Nhờ lao động sáng tạo mà con người làm chủ được vũ trụ thiên nhiên Chúa đã dựng nên. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn biết hợp tác với những người yêu mến thiên nhiên mà hết lòng bảo vệ thiên nhiên xinh đẹp Chúa đã dựng nên để phục vụ đời sống con người. Nhờ lao động cần cù mà con người có đầy đủ phương tiện để sinh sống, để thăng tiến và cũng để chia sẻ cho người khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đồng giáo xứ chúng ta biết dùng lao động lương thiện mà làm cho danh Chúa được vinh quang rạng rỡ hơn, đồng thời có thêm phương tiện để giúp đỡ những người nghèo khổ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bắt chước Chúa Cha hoạt động không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc không những để no cơm ấm áo và góp phần xây dựng xã hội loài người mà còn để làm sáng danh Chúa. Xin cho tất cả mọi việc làm của chúng con trong năm mới này đều hướng đến các mục tiêu trên. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, nhân dịp đầu xuân, cộng đoàn chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, cùng với mọi công việc chúng con sẽ làm trong năm mới, cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho chúng con được cộng tác với con một Chúa để thực hiện chương trình cứu độ của Người, Người hằng sống và hiển tri muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng. Phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, chính Cha đã dựng nên con người giống hình ảnh Cha và giao trách nhiệm trông coi trái đất. Cha còn sai con một giáng trần để chia sẻ thân phận người lao động và thực hiện chương trình cứu độ muôn dân. Quả vậy, Người đã bắt chước Cha hoạt động không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc, không những để no cơm ấm áo và góp phần xây dựng xã hội loài người, mà còn để làm rạng danh Cha và mở rộng nước trời ngay tại trần thế. Vì thế, hiệp cùng các thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn anh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến của vị Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Louis, Đức Hồng Y Doan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Nguyện xin Chúa thánh hóa ngày mùa trong năm mới của chúng con, sẽ thánh hóa qua việc làm của chúng con. Xin Chúa nhớ đến của tôi tớ Chúa là các linh hồn Giuse, Maria, Teresa, Isabel, Gioan Battista, Joachim, Phêrô, Maria, Teresa, Donan, Cecilia, Marta, Margarita, Damin, Joan, Anna, Paulo, Simon, Veronica, các linh hồn thân nhân, các linh hồn ông bà tổ tiên và các đấng mà Chúa đã gọi được khỏi đời này để trở về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin che thầy được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúa con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin toại thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn ở đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và yển trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
ca cảm tạ với muôn hồng ân Chúa đã thương ban. Con muốn hát vang tình người bao la khắp ngàn nơi trên thế giới, tình thương người vững bền thiên thu. Cảm tạ những lời nghẹn ngào liếm tắt con tim, con muốn hát cho rụng rời trăng sao kết thành bài ca cảm mến, bài ca dài như dài thiên thu. Trọn cuộc đời Chúa đã thương ban, luôn tiến bước lên dù ngàn gian nan, dâng trọn tuổi xuân bốc cháy vì nước trời lý tưởng trên cao. Cảm tạ với muôn hồng ân Chúa đã thương ban, con muốn hát vang tình người bao la khắp ngàn nơi trên thế giới, tình thương người vững bền thiên thu. Thank you.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân dịp đầu xuân, Chúa đã cho chúng con dự tiệc thánh thể. Ước chi thần lương này giúp chúng con hăng hái chu toàn mọi việc sao cho đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ngày mai là ngày mùng 4 Tết, thì thánh lễ của sứ đạo của chúng ta trở lại bình thường. Sáng vào lúc 5 giờ và chiều vào lúc 5 giờ 30. Xin nhắc lại thánh lễ thường xuyên của chúng ta ban sáng vào lúc 5 giờ và chiều vào lúc 5 giờ 30. Ngày mai là mùng 4, giáo xứ chúng ta trở lại bình thường. Riêng ngày thứ Bảy thì xin nhắc ông bà anh chị em có một cái thánh lễ vào lúc 7 giờ 30 để thay ngày Chủ nhật. Như vậy buổi chiều thứ Bảy có hai lễ, một cái lễ vào lúc 5 giờ rưỡi như bình thường và một cái lễ vào lúc 7 giờ 30 để dành cho tất cả những người đi làm không về đúng giờ được thì có thể đi dự thánh lễ sau. Và ngày hôm sau nhiều khi có người cũng nói con đi du lịch gì đó suốt, cho nên thôi ráng dự lễ chiều thứ Bảy để sáng hôm sau mình tha hồ mình đi tới chiều Chủ nhật trở về dự lễ cũng còn muốn được. Chúng ta có nguyên tuần để mà vui chơi nhưng mà không quên nhiệm vụ là Kitô hữu của mình. Xin cảm ơn bà anh chị em và xin chúc ông bà anh chị em một năm mới tràn đầy niềm vui, được bình an, thịnh vượng. Xin cho công ăn việc làm của ông bà anh chị em được tốt đẹp, để rồi nhờ đó mà ông bà anh chị em có một đời sống tốt đẹp hơn. Xin chân thành kính chúc ông bà anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phước lành ban cho anh chị em muôn ơn tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phước lành của Ngài và gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an xác mình. Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy và cùng với lòng nhẫn nại thánh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mình. Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhận lời anh chị em cầu nguyện trong mọi nơi mọi lúc và thương dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang.